Chào cả nhà, hôm nay shop bán lẻ Giá Buôn xin giới thiệu đến các bạn bộ đèn chiếu trang trí laser. Đây là vỏ hộp nha. Đấy, vỏ hộp rất là sắc nét đẹp, em quay các chiều cho các bạn xem. Đó. Sản phẩm có hai một mắt đèn và có hai màu đảo chiều liên tục nha các bạn. Đây. Bên trong sản phẩm là một hộp là bìa rất là chắc chắn để đảm bảo khi mà gửi hàng cho các bạn ấy không bị va đập, không bị hỏng nha. Một bộ sản phẩm bao gồm một đèn, một dây cắm, một cọc và một đầu lối của nó nha, một ốc vít. Đây, shop sẽ lắp cho các bạn xem nha. Cái đầu lối này là để mình lắp vào, vít vào, sau đó mình cắm cái cọc vào thì mình có thể cố định sản phẩm ở tất cả các nơi có đất. Mình có thể cắm ở chỗ nào mà cắm được nha. Vào ví dụ như các bồn cây cảnh này. Như nhà mình không được rộng nên nhà mình thường cắm vào bồn cây cảnh. Tết năm nào cũng mang ra xài mà xài 3 năm nay rồi, không vấn đề gì hết. Các bạn chú ý nha, để các bạn xem bạn ấy đang làm. Đó, cái cọc này các bạn có thể cắm vào đất nha. Có thể tùy chỉnh độ cao thấp của đèn nha. Em thử ngửa lên cho các bạn xem. Đây, chỉnh này dựa vào theo cái này. Đó, nó có răng cưa nhé. Các bạn chỉnh tùy theo ý nha. Còn lòng ốc vít ra là chỉnh. Các bạn lưu ý này, mỗi một sản phẩm của shop bán lẻ Giá Buôn thường đi có được gắn tem. Tem thì có. Đây các bạn nhìn này. Có số điện thoại và có tên của shop nha. Đó, mua sản phẩm được bảo hành 6 tháng. Em bỏ lùi hết đồ hẳn. Đây là tại vì chưa vít chặt đấy. Đây, khi mà ban ngày mình bật đèn sáng thì mọi người sẽ nhìn thấy như này, hai màu đèn nó đảo liên tục. Và bây giờ shop sẽ tắt đèn đi để quay cho các bạn xem nha. Đó, nó tự đảo nha, một mắt đèn của nó có hai màu luôn. Đây các bạn nhìn xem. Xin nhấn mạnh là sản phẩm chiếu càng cách xa nơi mình cần chiếu nó càng tỏa rộng, nó phải được khoảng hơn 100 đến 200 mét nha mọi người. Đó, rất là đẹp, đảo chiều liên tục, nhìn rất là đẹp. Đấy mọi người nhìn nhé, nó càng chiếu xa, mình càng khoảng cách càng xa bao nhiêu thì đèn nó càng tỏa, càng bao quát rộng bao nhiêu. Sản phẩm có chiếu xa 100 đến 200 mét luôn nha mọi người, nếu mà nhà mình rộng. Đây, thế nhưng đây là sản phẩm của shop bán lẻ Giá Buôn nha mọi người, được bảo hành 6 tháng nha. Mỗi sản phẩm của shop đều có tem bảo hành và có phiếu bảo hành của shop đầy đủ nha. Vậy shop xin phép dừng tại đây nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Chào các bạn.